Hello anh em, hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại Tiền Giang. Hôm nay tiếp tục là đi bàn giao một cấu hình loa hỏa tiễn Wanapil T-Duc 121B ha. Đây là loa hỏa tiễn mọi người này. Hỏa tiễn hôm nay sẽ có tủ gắt C. Đây là tủ màu đen ha. Thì cái mẫu tủ này nó sẽ khác cái mẫu tủ lần trước Huy lên sóng. Mẫu này là mẫu tủ nằm. Cái loa đây chúng ta sẽ để nằm ở trong này. Và khi hôm nay thì cấu hình bên Huy đi xúc đơn, chính vì thế là Huy sẽ lấy cái tủ thấp này để lát bỏ lên xúc đơn ha. Loa bây giờ là bên Huy chuyển đến xe máy và chuyển vô trong ha. Đây là đường vô trong nhà anh khách mọi người. Xe không có vô được. Bộ này thì đi 4 chiếc xúc đơn 50 mẫu lớn. 4 chiếc xúc, 2 chiếc hỏa tiễn và 2 chiếc moi to mọi người. Cấu hình cực kỳ gọn nhẹ luôn. Mấy lúc mình đi một xúc thì mình dựng đứng lên, nhưng mà cái cách mình đặt loa hỏa tiễn cũng đặt giống y chang vậy thôi, không khác nhau gì cả. Những cái chút lướt lên thôi đúng không? Đúng rồi, mình dựng đứng thì mình đặt cái tủ cắt xe lên cái mặt này. Đứng lên thôi. Còn hai cặp thì mình sắp như này, nó sẽ tiết kiệm cái diện tích cho mình. Đó, đặt cái đó lên. Rồi xong là lấy cái đế bỏ lên, rồi mình lấy cái hỏa tiễn lên. Mấy cặp monitor to là sao lo đúng không? Ví dụ nha, có sân khấu đúng không? Nếu có sân khấu thì ví dụ ở đây là cái sân khấu đi, thì loa mình sẽ để hai bên như thế này. Hai bên là ở dưới sân khấu. Đúng là ở dưới sân khấu. Mình một là cái sân khấu người ta sẽ bố trí mình sẽ đứng ở giữa này, hai là mình sẽ đứng ở sau. Thì đứng tùy sau, đứng sau á. Thì tùy theo sân khấu, nếu đứng sau đúng không? Thì hai cái monitor mình sẽ đặt ở hai sau cái xúc để quay ngược lại thôi. Là xong. Đó là về sân khấu. Hiện tại thì bên Huy đã vô trong nhà anh khách rồi. Đây là cái không gian nhà anh khách mọi người này. Không gian này thì phải nói là quá nhỏ so với cái bộ loa này. Đây là cái cấu hình loa bên Huy đã dựng xong. Một vế sẽ sử dụng là hai xúc 50 mẫu lớn và một chiếc hỏa tiễn mọi người. Đó, đây có tủ cắt C bên Huy để lên nhìn rất là ngầu đúng không ạ? Hai vế hai bên đây. Bên này thì không có chỗ, chính phải đặt vô trong nhà mọi người. Đó. Hai vế loa đã lên xong ha. Thì với cấu hình này mà đánh đám 700 khách là nhẹ nhàng em ạ. Ở ngoài thì có monitor để làm sân khấu. Đây, đây cặp monitor 40. Còn bộ máy đây anh em. Bộ máy mình đẩy sát vô xíu không? Cho sát vào trong kia xíu. Đây là bộ máy nha anh em, bộ máy thì hôm nay sẽ sử dụng là mixer CMF 1000 bản cao cấp và quản lý nguồn Wanapil 802 micro 902. Thì nói chung là cái micro này thì mọi người có thể thấy là hầu hết những cấu hình âm thanh sân khấu là bên Huy đang sử dụng cái dòng micro này, tiếng rất là hay, hát nhẹ mic và nó sóng rất là khỏe ha. Đây, bộ này thì lại được xử lý trên cái dòng vang mới, vang Wanapil S12 Plus nữa. Và dòng vang này thì nó hỗ trợ tiếng mic eco thì vượt rất là hay và chống hú tốt, và đặc biệt dòng này là hệ thống nguồn xung nữa, chính thế là anh em đi điện yếu là không có lo mất eco mất revert ha. Đây là Huy trang bị cho anh thêm một cái tủ đựng micro này, hai con đẩy, một con trên sẽ đánh hai kênh, sẽ đánh hai chiếc hỏa tiễn và hai kênh sẽ đánh hai chiếc monitor, còn dưới hai kênh KS2002D con này sẽ đánh hai cặp xúc ha. Đây là bộ máy thì bên Huy nói chung là cấu hình này đã lên rồi, bây giờ để bên Huy sẽ set up nha. Bật lên phát là tủ 100 mấy. Bây giờ thì bên Huy tí này set up nha anh em. Cái không gian ở đây hôm nay phải nói là rất là nhỏ so với cấu hình loa này. Bộ loa này mà có không gian lớn hơn xíu thì anh em test nó phê. Bắt đầu test nha anh em. Ví dụ mà lớn ngang vậy có gì thì nó tắt. Nó có cái quản lý nguồn này. Nếu mà không có là nó bụp ở trong loa đó. Có cái này nó ngắt thế nó đâu có vấn đề gì đâu. Mất luôn điện à? Ôi chỉ mất rồi. Mất luôn à? Anh tắt ngoài kia rồi. Đang mất điện nha anh em. Bộ này thì hôm nay đang chạy máy phát. Máy phát điện. Vô có ổ cắm trong nhà mình phát ra không có cắm để đây mà. Dạ. Để mấy điện mà. Con lấy dây của con luôn mà. Hôm nay đi test thì nhà anh khách mất điện nha anh em. Đang chạy máy nổ, lúc có điện lúc không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5 6 5 6 5 6 5 5 6 4 5 6.
Hiện tại thì bên Huy đã setup và bàn giao xong rồi. Mọi người thấy clip hay thì nhớ cho Huy xin một like video nha. Hôm nay là do là anh khách xem giờ và bàn giao buổi tối, chính vì thế là cái hình ảnh của nó hơi tối ha. Và mọi người mà cần tư vấn về những cấu hình loa họa tiễn quang đập phim thì có thể liên hệ với bên Huy theo số hotline trên clip nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của Huy.